Hello mọi người, hay là chào mọi người đến với channel của thiết bị thí nghiệm công ty trách nhiệm hữu hạn thiết bị Hồng Kiên. Thì hôm nay mình sẽ trên tay cũng như là hướng dẫn cho mọi người cách sử dụng cái nhiệt kế này. Rất là ok, nhiệt kế mà được ưa chuộng nhất thị trường hiện nay cũng như là các phòng khám bệnh viện, các công ty xí nghiệp thì nó tin dùng cái này. Tại vì cái độ chính xác cao cũng như là mình bị cầm cái tay nó chắc. Thì phía bên tay trái của mình đây là một khách hàng cũng như là mới đến công ty và đã lựa chọn được hai cái nhiệt kế này. Và mình cũng sẵn tiền đó là mình nhờ bạn cũng như là hỏi tại sao chọn cái nhiệt kế này và cái nơi nào cung cấp cái nhiệt kế như thế này. Rồi chào bạn, mình đến từ công ty Hàng Kiên thì cho mình hỏi tên bạn tên gì và ở đâu làm gì. Mình tên là Mai, mình đang làm ở một công ty khác. Rồi thì tại sao bạn Mai lại có quyết định là lựa chọn mua một cái nhiệt kế như thế này? Tại vì cái nhiệt kế này á, là mình thấy nó có một cái màu sắc rất là đẹp và nó còn được cái thiết kế của nó cầm thì nó cảm giác mình là nhẹ nhàng mà chắc tay, không có sợ bị rơi vỡ, và cái sự chính xác của nó thì cũng tương đối là chính xác, cho nên là mình quyết định là chọn cái này. Thì cũng như mọi người đã thấy thì có rất nhiều cái dòng nhiệt kế đo thân nhiệt, nhưng mà cái nhiệt kế này là nhiệt kế mà như là mình thấy là độ chính xác nó cao và cái mà sắc trang nhã và dễ cầm nắm. Thì bây giờ bạn khui ra một cái, mình khui ra một cái để so sánh như thế nào. Rồi thì đây bên tay bạn cứ mở ra đi, mình sẽ hướng dẫn cho bạn một cách cụ thể hơn về cái nhiệt kế này. Thì nhiệt kế này nó có thể ghi được 30 cái kết quả mà chúng ta đo, ok ha, 30 kết quả đo. Và cái khoảng cách đo đó từ cái nhiệt kế này cho đến cái người mà mình cần đo là khoảng cách từ 30 cm lại, để có chính xác, cái độ chính xác cao hơn. Mọi người có thể là đo hơn 30 cm đó, nhưng mà cái khoảng cách mà để có kết quả ok nhất á là nó từ khoảng 30 đến 36 cm, là cái kết quả mà cái hãng nó khuyên dùng, tại vì nó có in trên đây. Rồi thì để gắn pin á thì phía bên trong đây chúng ta sẽ gắn pin ở trong cái này. Bây giờ mình sẽ tháo ra cho các bạn xem ha. Còn cái này là đã gắn pin rồi thì bạn có tháo ha. Thì bây giờ trên đây đã có nó có ba phím chức năng chính. Thì cái phím mod đó là chúng ta nhắn giữ nó, các bạn nhắn giữ đi, nó bấm còi trước cái đã. Rồi nè, chúng ta nhắn giữ phím mod đó thì nó sẽ một á là có cái laser hoặc là không có laser thì nó tắt phím mod này. Và chúng ta nếu mà chúng ta coi kết quả thì chúng ta sẽ bấm vào hai mũi tên phía bên tay, phía bên trái và phía bên phải màn hình. Để chúng ta đo thì chúng ta sẽ chọn cái chế độ là một là tắt laser, hai là tắt laser đó. Và chúng ta chỉ cần cái khoảng cách mà từ vật thể cho đến cái súng đo hồng ngoại như thế này thì chúng ta cần khoảng 36 cm 30 cm trở lại, nó có kết quả ok. Chúng ta chỉ cần nhấn cò và kết quả nó sẽ show vào màn hình cho bạn thấy ở đây. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho bạn cách mà xem lại kết quả ha. Thì đây nè, cái kết quả nó hiển thị đây là lần số 13. Thì bây giờ nó hiển thị lần số 13 ha. Thí dụ như mình muốn 13 hoặc là mười mấy đó thì chúng ta sẽ nhấn một mũi tên lên và tên xuống thì chúng ta sẽ xem được cái kết quả đó, để từ kết quả số 1 và đến kết quả số 30. Rồi thì giờ mình sẽ hướng dẫn cho bạn biết về cái thiết bị này, và để khi bạn về công ty thì bạn sẽ sử dụng ok hơn. Thì thiết bị này nó không có nút nguồn, cũng như là mình chỉ có cái cò đây, mình chỉ cần nhấn vào một cái là nó sẽ hiển thị màn hình lên cho chúng ta thấy đó. Bây giờ mình sẽ đo cái nhiệt độ của bàn tay mình đó. Thì đây là 35,7 ha, cái ở thang đo là thang cái lần thứ 29 nè. Bây giờ một đo một lần nữa là 30 nè đó. Rồi mình muốn xem là kết quả ha, lúc 29 thì mình nhắn mũi tên tới hoặc lùi đó. Đó, 29 nè, kết quả đo lần thứ 29 là 35,7 độ C. Rồi còn cái phím mod này mình sẽ nhắn giữ để
có cái tilapia hoặc không tilapia. Rồi, mọi người thấy nè, tilapia màu đỏ nè. Bạn cũng thấy ha. Đó. Còn bây giờ muốn tắt mình sẽ nhắn giữ đó. Đó, bây giờ mình bấm sẽ tắt và có cái còi kia tít tít thế thôi. Rồi, thì cái nhiệt kế này chỉ sử dụng đơn giản thôi, sử dụng để đo chán. Rồi thì cái ok sẽ đo thử cho bạn cùng xem để biết cái nhiệt độ cơ thể của mình là bao nhiêu. Rồi ha, bây giờ mình sẽ tắt cái rồi bây giờ khoảng cách là khoảng 30 cm ha. Đó, mình chỉ cần nhấn giữ cái nhấn cái cò này và từ cái chán đến cái nhiệt kế này. Rồi chúng ta thấy ra đó, lần thứ 8 đó, bạn cũng thấy là 36 độ C đó, lần thứ 8. Rồi thì mọi người có nhu cầu sử dụng cái thiết bị nhiệt kế cầm tay như thế này thì mọi người liên hệ với công ty Khang Kiên, thì công ty Khang Kiên sẽ cung cấp những thiết bị như thế này cho mọi người sử dụng ok hơn, cũng như là bạn đã tìm hiểu đến công ty và lựa chọn công ty của chúng tôi. Rồi, xin chào mọi người.